Một cây guitar mà các bạn phải chia ra tận 17 củ để sở hữu được em nó. Với cấu hình 100% được làm từ carbon thì cây guitar này đã chinh phục người chơi bởi chất lượng âm thanh và chất lượng cấu hình của nó. Cây đàn này nằm trong top best seller của hãng và nó đã đạt doanh số bán ra kỷ lục ở các thị trường Mỹ, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Đối với một cây guitar có cấu hình khủng như thế thì cái hộp đi kèm nó cũng không kém phần đẳng cấp. Ước tính cân nặng của cái hộp này lên đến 7 hoặc 8kg. Và để sở hữu được cái hộp xịn như thế này thì chúng ta cũng phải chia ra tận 6 hoặc 7 củ. Nhưng khi sở hữu đàn thì chúng ta được tặng luôn cái hộp này. Và vẫn với cái EQ thần thánh độc lạ Bình Dương, không cần kết nối ra la, chúng ta vẫn sử dụng được các hiệu ứng delay, reverb, chorus, vân vân. Và khi có nhu cầu thì chúng ta chỉ việc cắm ở đây và kết nối ra loa như những cây guitar có EQ khác. Và trên tay mình đang cầm đó chính là cây guitar Enya Expo Pro phiên bản mới nhất năm 2023. Cái guitar này sở hữu mặt top phía trước được làm từ 95% là carbon fiber. Với cấu hình là carbon fiber thì cây guitar này sẽ mang đến cho các bạn một cái độ bền chuẩn đồi đồng của đá. Và chắc chắn một điều là âm thanh của cây guitar này sẽ chinh phục được tất cả các bạn. Phần hông và phần lưng của đàn được làm từ carbon composite. Với chất liệu này thì cây guitar của chúng ta sẽ tăng thêm độ bền cho phần lưng và phần hông của đàn. Bên cạnh đó, nó sẽ cộng hưởng với mặt top phía trước để cho ra một cái âm thanh cực kỳ xuất sắc. Thiết kế của lỗ thoát âm cực kỳ độc đáo, được bo viền rất là đẹp. Miệng đàn nằm lệch tâm so với vị trí gốc, mục đích là để người chơi cảm nhận rõ được âm thanh từ đàn truyền đến tai. Đây là một bước cải tiến mới trong công nghệ làm đàn của Enya Music. EQ của năm 2023 được nâng cấp lên với màn hình tuner để đo dây. Mặt phím của cây đàn cũng được làm từ carbon. Nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là mượt mà và giúp cho chúng ta có thể dễ dàng chơi được những thế tai khó. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ bổ trợ rất là nhiều cho phần kỹ thuật của chúng ta. Thì chắc chắn với một cây guitar xịn thì bộ khóa của nó cũng không kém phần đẳng cấp. Và bây giờ sẽ là phần âm thanh mộc của cây đàn. Và bây giờ là trạng thái của EQ khi không kết nối ra loa. Đầu tiên sẽ là hiệu ứng reverb. Hiệu ứng chorus. Hiệu ứng delay. Và bây giờ để kết nối EQ ra loa. Đầu tiên là âm thanh không thêm hiệu ứng vào. Thêm reverb vào. Thêm hiệu ứng chorus. Thêm hiệu ứng delay. Cùng là hiệu ứng mid để bắt
tiếng gõ thùng dành cho anh em nào thích chơi finger style hoặc là palm. Anh em nào muốn sở hữu siêu phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ với mình tại đây nha. Và bên mình sẽ đóng gói cẩn thận và trao đến tận nhà cho anh em. Nhớ liên hệ với mình tại đây nha.